Một năm mới đang đến và các tài năng ca hát nhỏ tuổi của Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhí mùa 2 chào mừng quý khán giả cùng đến với không gian rực rỡ của lễ hội mùa xuân. Những lễ hội trên các vùng miền đất nước Việt Nam chúng ta và cả không gian rộng lớn của thế giới ngoài kia lúc xuân về sẽ được tái hiện vô cùng đẹp mắt và sôi động qua các màn tranh tài của vòng thi thứ 6. Rất là dễ thương, rất là nhiều năng lượng tích cực. Thật sự nha là con diễn rất là nhuần nhuyễn, như là một người ca sĩ chuyên nghiệp. Chú cảm nhận là cái mục này giống như là con diễn mà cũng như là không diễn vậy đó. Hát rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Mọi thứ con làm rất là dễ thương trong bài hát này, chúc mừng con. Đón xem Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhí vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 2.